Rồi, xin chào quý vị và tất cả các nhà đầu tư mình đã quay lại với cái video trên kênh của Phương Nhận Investing trong cái video cho chuẩn bị cho cái tuần tiếp theo. Trong tuần tiếp theo thì chúng ta trong tuần vừa qua thì chúng ta có một cái thông tin, đó là các cổ phiếu của họ OBS bị khởi tố và liệu thị trường có rủi ro hay không, và cái điều nhà đầu tư cần chú ý tuần tới là gì, cơ hội sắp tới có mở ra hay không, và chúng ta cần làm gì trong cái giai đoạn này. Và chúng ta sẽ cùng đánh giá tổng quan về thị trường, những yếu tố rủi ro cũng như là những cái cơ hội sắp đến. Và điều quan trọng nhất là nếu lần đầu tiên nhà đầu tư đến với kênh của Phương Nghĩa Investing thì có thể ủng hộ kênh bằng cách là có thể nhấn nút đăng ký kênh và có thể nhấn nút chuông kế bên để nhận được những cái video mới nhất, để tham gia nhận được những cái bản tin miễn phí. Nhà đầu tư có thể click vào cái đường mô tả của phần link trên cái phần mô tả của trong mỗi video để đồng hành cùng hệ thống của Phương Nghĩa Investing. Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp trên qua cái số điện thoại và Zalo trên cái màn hình. Xin cảm ơn, và chúng ta sẽ bắt đầu cái nội dung trong cái ngày hôm nay luôn. Rồi, thị trường có rủi ro hay không, đó là cái câu hỏi đó. Và sau khi mà những cái thông tin của họ nhà OBS bị khởi tố và chúng ta cần chú ý điều gì, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhìn lại về thị trường trong cái sau khi kết thúc cái phiên giao dịch của thứ sáu tuần trước. Thị trường bất ngờ là không có quay về lắp gáp và thị trường bật tăng ngược trở lại, đó là thị trường bật tăng ngược trở lại 4 điểm trong cái phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm qua. Và một cái điều nữa đó là thông tin cuối tuần, đó là họ nhà OBS bị khởi tố, đúng không? Thì cái yếu tố về rủi ro về mặt thông tin đối với những cái cổ phiếu mà nó có những cái yếu tố rủi ro đó thì chúng ta không lường trước được. Tuy nhiên chúng ta cùng nhìn lại cái lịch sử nè. Đối với cái cổ phiếu họ nhà OBS, đúng không, thì chúng ta nhìn chút đó là IDG. Với những cái cổ phiếu trong cái phiên, với những cái một cái cổ phiếu đang đi lên, đúng không, nó xuất hiện một cái phiên bán sàn từ đầu phiên với khối lượng rất là lớn và nó chất sàn từ đầu của họ nhà OBS, thì điều đó là một cái điều bất thường, nó không phải là một cái điều bình thường. Và đối với những nhà đầu tư thì chúng ta thấy nè, đối với nhà đầu tư cá nhân như là những người đang xem cái video này cũng như là em, chắc chắn là mình sẽ không vác sàn ra mình bán từ đầu phiên, chỉ có những cái tổ chức lớn người ta mới vác sàn ra người ta bán đầu phiên đó, với một cái khối lượng và vác đọt sàn từ đầu phiên tới cuối phiên đó. Rồi, hay là cái cổ phiếu của ABE nè, nó sàn từ đầu phiên trong cái phiên mà nó mở một cái gap down và bị bán sàn từ đầu phiên như thế này đó. Thì với những cái nhà đầu tư kinh nghiệm đó, thì thường thường người ta sẽ canh những cái giá hồi nhất tốt nhất trong phiên để chúng ta hồi lên. Và trong hệ thống của bên em là có mua cái cổ phiếu ABS vào cái phiên mua thăm dò cái cổ phiếu ABS này, vào cái phiên ngày 15 tháng 6 trước khi nó có xuất hiện một cái điểm buy watch cược ở đây, nghĩa là mua ở đây với vùng giá khoảng tầm 14.6 cộng trừ 1 thôi, nghĩa là từ. Thì sau đó là thị trường nó mở một cái tín hiệu giảm mạnh của cái dòng nhỏ OBS. Thì lúc đó là em đã, nhà đầu tư nào trong cái room cộng đồng hay là trong cái room khách hàng thì cũng đều biết là trong cái phiên ngày hôm nay em ngồi canh để hướng dẫn nhà đầu tư mình, để mình chốt, mình bán thoát ra cái vị thế của những cái cổ phiếu này ở cái thời điểm là sao các bạn, ở những cái thời điểm mà thị trường nó hồi lên. Đó nữa, em phải canh từng phút ở trong cái giai đoạn này và bán ra trong cái giai đoạn khi mà nó vừa vượt 14 đến 14.1. thì ở những cái vùng mà trên 14.1 đến vùng 14.4 thì nhà đầu tư mình cần thoát ra đó. Nói chung là có nên thoát ra khi mà xuất hiện những cái tín hiệu uptrend như vậy đó. Thì sau khi thoát ra thì mình sẽ không quan tâm tới cổ phiếu này nó có đi lên nữa hay không, và xác suất những cái cổ phiếu này nó ảnh hưởng bởi những cái thông tin thì bị bắt bớ thì rất là xấu đó, chứ không? Nhà đầu tư nào đang cầm nắm những cổ phiếu này chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng trong cái giai đoạn này. Rồi, về mặt thị trường chung thì liệu thị trường khi mà cái thông tin bị bắt bớ thì nó sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý về mặt ngắn hạn thôi, nó không quá nhiều. Trong một thị trường chúng ta là đã xác nhận nó đi lên rồi, trong một cái thị trường đi lên thì những cái thông tin xấu thì nó về mặt ngắn hạn, nghĩa là một vài phiên thì nó sẽ tác động tâm lý tới nhà đầu tư. Tuy nhiên về mặt xu hướng thì thị trường vẫn đang trong xu hướng đi lên, và trong một tuần sắp tới đó là một cái tuần cơ hội nhiều hơn nếu mà thị trường nó sẽ có những cái biến động. Với cái góc nhìn hiện tại của mình là thị trường trong cái giai đoạn sắp tới nó sẽ có những cái biến động rung rắc rất là mạnh, và những cái biến động rung rắc đó là những cái cơ hội dành cho những nhà đầu tư mà mình chờ đợi những cái cơ hội sắp tới. Và quan trọng nhất là cái những cái cơ hội đó nằm ở những cái cổ phiếu nào, nhưng ở cái cổ phiếu nào, chứ không phải là trong giai đoạn này chúng ta mua cái cổ phiếu nào khi mà thị trường rung rắc cũng được. Chúng ta cần lưu ý cái điều đó. Và trong cái tuần sắp tới là khả năng là thị trường sẽ quay về lắp lại cái gap này khá cao nha. Với những cái yếu tố biến động thì cái tâm lý nhà đầu tư mình với cái dòng tiền đầu cơ nó sẽ bắt đầu rụt rè lại trong ngắn hạn,
thì những cái yếu tố này nó sẽ tác động về mặt tâm lý, và khả năng thị trường nó rất dễ lấp gáp. Với cái gap này rất là bé rồi, cái gap này là một cái gap rất bé, và cái gap này nó tạo ra ngay cái vùng đỉnh, những cái vùng đỉnh này, thị trường vượt đỉnh không thành công này, bị bán này, điều chỉnh này, lên này. Cái thị trường này nó giống như trong cái giai đoạn này, về mặt xu hướng chung là nó cũng sẽ đi lên. Tuy nhiên tuần sắp tới, khoảng là một đến hơn một tuần sắp tới là nó sẽ rung lắc, rung lắc rất mạnh. Nó giống như trong cái giai đoạn này của thị trường trong năm 2020, khi thị trường 2021, khi thị trường đắp trên này, có nghĩa là thị trường đi lên này, gặp cái vùng kháng cự này, rũ bỏ này, đi lên này, rũ bỏ tiếp này, đi lên này, rũ bỏ tiếp này, xong mới đi lên. Trong quá trình đi lên rũ bỏ tiếp, hay là trong cái giai đoạn này của thị trường cũng đi lên, thay giai đoạn năm 2021 này, thị trường trong quá trình mà đi lên nó rất là khó chịu, đi lên này, rũ này, đi lên là điều chỉnh này, gặp những cái vùng kháng cự này, đi lên là điều chỉnh này, đi lên điều chỉnh này, đi lên là điều chỉnh trong quá trình đi lên điều chỉnh liên tục. Nhưng về mặt xu hướng của nó thì nó vẫn giữ được cái xu hướng, về mặt xu hướng nó vẫn giữ được xu hướng. Trong quá trình đi lên nó rất là khó chịu nha, chúng ta lưu ý một cái điều đó. Rồi về mặt xu hướng thì hiện tại là thị trường nó sẽ có những cái sự rung lắc là cái điều tất yếu, và điều tất yếu thì có nghĩa là cái sự rung lắc này nó sẽ thị trường từ sâu là nó sẽ biến động một vùng quanh một cái vùng thôi, nó không chưa đi lên mạnh mẽ đâu trong giai đoạn này. Có nghĩa là thị trường nếu mà nó muốn lắp gáp thì sao, có nghĩa là thị trường nếu mà nó sẽ rướng lên đi ngang, có thể nó quay về lắp gáp rồi nó lại lắp gáp xong rồi nó quay về lại điều chỉnh tiếp đó. Thế đó, có nghĩa là trong cái 1 đến 2 tuần sau là thị trường nó sẽ biến động quanh cái vùng này và nó có khả năng lắp gáp trước khi mà thị trường lấy cái đà để trước khi đi lên về mặt xu hướng sắp tới. Có nghĩa là trong cái giai đoạn là cuối tháng 6 và đầu tháng 7 nè, là thị trường nó sẽ rung lắc ở cái vùng này khá mạnh. Đó. Nên chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị cái tâm lý là những cái biến động này, có những cái cổ phiếu nó sẽ biến động trong ngắn hạn. Và cái vị thế, nếu nhà đầu tư nào đang cầm cái tỷ trọng mà khoảng tầm từ 50% cổ phiếu, 50% tiền thì nó là cái điều kiện rất tốt để chúng ta canh những cái lúc mà thị trường nó điều chỉnh, rũ bỏ, lắp gáp để chúng ta gia tăng cái vị thế ở những cái cổ phiếu chiến lược trong cái giai đoạn này, trong cái hệ thống của Phương Investing. Chúng ta lưu ý điều đó nè. Rồi, cái sự rung lắc này là bình thường, có chuyện, ok nha. Và cái sự rung lắc này khả năng là nó diễn ra mạnh trong cái yếu tố này. Và trên cái đường chỉ số về RSI nó cũng có những cái rung động nè, nó có những cái tạo ra những cái phân kỳ nè, lên đúng. Thế là thị trường trong ngày thứ hai và ngày thứ ba nó có thể nó rít lên, nhưng mà sau đó thì nó sẽ có những cái sự điều chỉnh thật sự để lắp gáp. Nên những cái phiên ngày thứ hai thứ ba mà cái cổ phiếu hay là thị trường mà nó rít lên á, thì chúng ta cố gắng chúng ta không quá FOMO để mua, với điều kiện là chúng ta sợ cái tâm lý đó là gì, sợ mất cái cơ hội. Nhưng mà chúng ta cần cẩn thận trong cái phiên ngày thứ hai hay là ngày thứ ba mà thị trường nó có rít lên, thì chúng ta chờ rồi những cái phiên giữa tuần để chúng ta từ giữa tuần đến cuối tuần để chúng ta đánh giá lại trước khi mà chúng ta ra những cái quyết định mua thêm những cái vị thế. Chúng ta không gia tăng những cái vị thế khi thị trường nó rít lên, chúng ta lưu ý nha, rít lên hay là cổ phiếu chúng ta nó rướng lên ở những cái vị thế mua nó không an toàn, chúng ta lưu ý. Nếu mà chúng ta đã có được một phần vị thế, còn đối với nhà đầu tư mà đã có full hàng rồi, nếu mà cái vị thế chúng ta tốt thì khi thị trường nó rít lên trong cái phiên ngày hai thứ ba hoặc là chúng ta mặc sinh thì chúng ta phải canh những cái phần mặc sinh, chúng ta clear bớt phần mặc sinh, chúng ta chỉ nắm giữ cái phần tiền mặt để khi mà thị trường nó có điều chỉnh để chúng ta không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Nếu chúng ta có nắm cái tỷ lệ mặc sinh trong cái tài khoản, chúng ta lưu ý một vài cái điểm đó. Rồi về mặt vận động của cổ phiếu thì chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ nhìn đi qua các cổ phiếu của các nhóm ngành trong cái video này. Về nhóm chứng khoán thì sao các bạn? Nhóm chứng khoán thì mình thấy là hầu hết các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán thì nó đang vận động một cách bình thường. Thì chúng ta sẽ đi qua cái đồ thị trên AMI Broker để chúng ta nhìn rõ hơn, để chúng ta có cái nhiều sự so sánh và mối tương quan giữa thị trường và cái nhóm chứng khoán này. Về các cổ phiếu ngành chứng khoán thì em đánh giá là hiện tại là nó vẫn, ví dụ những cái cổ phiếu này nó không có điểm mua. Tuy nhiên là để mà nó có những cái điểm mua, chúng ta lưu ý nè, nhà đầu tư phải chờ đợi những cái thời điểm mà nó tạo ra một cái nền giá đây, có nghĩa là nó tạo ra siết một cái nền giá, tại vì nó đang nằm ở dưới những cái vùng đỉnh kháng cự cao nhất đây nè. Thì về mặt để cho mà chúng ta có được những cái điểm, những cái vị thế mà chúng ta muốn tham gia vào thì không có cách nào khác là chúng ta phải chờ nó tích lũy một cái nền giá ở đây, tình hình giá đây, tại vì nó đang rướng. Cái đây là một cái nhịp chạy và nó chưa có cái nhịp nghỉ nữa hết. Một cái nhịp nghỉ nó như nè, ví dụ nó đang có cái nhịp rướng nè, nó nghỉ nè, nó tạo nè, điều chỉnh nè, kiệt cung đây nè, điều chỉnh nè, tích lũy nè, cân bằng nè, kiệt cung nè, chúng ta mua ở những cái điểm này nè. Điều chỉnh nè, tích lũy, kiệt cung là chúng ta như sao? Có nghĩa là sau một cái nhịp chạy thì nó phải có những cái nhịp điều chỉnh nghỉ ngơi, rồi rũ bỏ, điều chỉnh là cân bằng, rồi chúng ta mua ở những cái điểm này, mua những cái điểm này. Hoặc là mua trước đó một phiên cũng không vấn đề gì. Có nghĩa là chúng ta có những cái điểm mua chúng ta mới mua được, hay là rướng là phiên này, điều chỉnh là rũ bỏ này,
xuất hiện những cái điểm mua này thì chúng ta mua. Còn hiện tại bây giờ trong từ cái điểm mua này nè, từ cái điểm mua kỳ cung này hay là những cái điểm mua cuối cùng nè, thì cái cổ phiếu SI này nó không có những cái điểm mua. Thì khi nào mà nó có những cái nhịp gì, nhịp điều chỉnh cân bằng siết nền, rồi chúng ta mới có những cái điểm mà chúng ta mới tham gia được. Đối với những cái cổ phiếu này chúng ta phải chờ đợi thêm. Rồi hay là VND nè. VND thì có khả năng là cái cổ phiếu này nó sẽ, nếu mà thị trường mà rít lên thì những cái cổ phiếu này vẫn có khả năng là nó rít lên cái vùng này. Tại vì đây là cái cổ phiếu chạy sâu và có khả năng là nó sẽ chạy nước rút. Nó sẽ đi ngược đối với thị trường một chút. Còn nếu trường hợp mà nó điều chỉnh theo thị trường thì chúng ta quan sát đây là cái góc nhìn cá nhân. Có nghĩa là nếu mà thị trường rít lên thì nó vẫn có khả năng nó kéo. Tuy nhiên để cái cổ phiếu này mà có điểm mua không thì không. Không. Chỉ khi nào mà nó rũ bỏ lại hoặc là nó sao các bạn? Nó siết lại cái nền giá ở đây đủ để chúng ta tham gia vào. Chúng ta theo dõi thôi. Có nghĩa là chúng ta phải tìm được cái điểm mua, ví dụ như là điều chỉnh này, rũ bỏ là kỳ cung này, chúng ta phải tham gia ở những cái vị thế này hoặc là những cái vị điều chỉnh là khối lượng thấp này, kỳ khối lượng này xuất hiện tín hiệu và điều chỉnh là rũ bỏ khối lượng thấp chứ tín hiệu mua này. Ngoài ra là nó không, từ đây lên đây chúng ta nó không có những cái điểm mua nào nữa, không có những cái điểm mua theo cái hệ thống mà em đang sử dụng. Hầu hết là những nhà đầu tư là mà đang sử dụng tương tự như em là gần như là sẽ không có mua, tại vì nó không có cái điểm mua an toàn để mình tham gia. Nhưng mà nếu trường hợp nó rũ lại nè, xong nó kịp về mặt khối lượng nè, nó xuất hiện những cái điểm thì chúng ta vẫn có thể tham gia. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó chưa có. Còn nếu mà trường hợp mà nó chạy luôn thì sao? Chúng ta bỏ luôn. Chúng ta phải chờ thôi, chờ một cái nền giá. VSI như vậy nè. VSI sao các bạn? VSI chúng ta thấy nè, hiện tại nó đã vượt cái vùng đỉnh kháng cự thì nó cần cái điều kiện gì? Nó có mua ở đây được không ạ? Thì chúng ta phải chờ thêm một cái thời gian, đó là gì? Nó phải siết được cái nền giá này nè. Cái nền giá nó siết thêm một thời gian nữa, ví dụ ở đây nè, điều chỉnh nè, siết cái nền nè, hoặc là nó siết cái nền nha nè, siết cái nền đó. Đây là những cái điểm mua cuối cùng nè, còn những cái điểm mua đây là những cái điểm mua vẫn có thể mua được, nhưng mà cái vị thế nó hơi cao, nhưng mà chúng ta muốn mua tiếp theo là chúng ta phải chờ nó siết cái nền. Đối với những cái cổ phiếu này chúng ta phải chờ đợi, hay là HCM nè, đúng không? HCM nè. Những cái điểm mua này không phải là những cái điểm mua mà bùng nổ như thế này á, không phải là những cái điểm mua quá tuyệt vời, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn mua thì chúng ta phải chờ đợi nó tích lũy ở đây này nè. Có nghĩa là xíu một cái nền ngắn được. Có nghĩa là sao? Đi lên nè, điều chỉnh nè, kỳ cung về mặt khối lượng nè, mua ở những cái thời điểm này nè, hay là mua ở những cái thời điểm này nè, hay là mua những cái thời điểm này vẫn được. Tuy nhiên á, là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi nếu mà chúng ta muốn mua. Tại vì sao? Từ đây lên đây là nó chưa xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh, rồi sau nó ít nhất là nó phải điều chỉnh một cái nền giá khoảng tầm trên 2-3 tuần trở lên, và nó kịp về mặt khối lượng thì chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn. Rồi MES thì nó chưa nó MES thì nó cũng đang tạo nền, tuy nhiên cái cổ phiếu này nó khá yếu nè, kỳ cung nè, có điểm mua nè. Những cái cổ phiếu này về mặt tuần sau nếu mà thị trường đi lên nó cũng sẽ rít lên. Tuy nhiên nó không phải là điểm mua để cho quá an toàn trong cái giai đoạn này, thì chúng ta cứ theo dõi đối với cái cổ phiếu này. Có nghĩa là cái vùng này mua nó không, nó gần ngay cái kháng cự thì nó sẽ không phải là cái vị thế mua quá đẹp nữa. FTS nè cũng tương tự thôi, nó chưa có những cái điểm mua, nó không có những cái điểm mua trong giai đoạn này. Nói chung những cái vị thế mà mua từ ở những cái điểm mua cuối cùng là những cái điểm mua này thôi, là những cái điểm mua cuối cùng để cho chạy nè, hoặc không là chúng ta mua ở đây nè, vẫn mua được ở những cái điểm này nha, những cái điểm kỳ cung này nè, những cái điểm kỳ cung này nè, chúng ta mua những cái điểm này nè, vẫn mua được ở những cái điểm này, là cái điểm gọi là cuối cùng để chúng ta vẫn có thể mua được cho cái nhịp chạy tiếp nó. SIS vẫn đang trong cái giai đoạn chạy nước rút về những cái vùng kháng cự đỉnh 5-2 tuần. Trừ khi nào mà ở cái vùng này nè nó xíu một cái nền khoảng tầm vài tuần nữa thì chúng ta may ra chúng ta mới có cơ hội để chúng ta tham gia trở lại. AGR nè, nó vẫn có đây là điểm mua nè, nó xuất hiện những cái điểm mua đẹp ở đây, thì ai có những cái điểm này thì chúng ta quá tuyệt vời rồi. Ngoài ra thì nó còn có những cái điểm này gọi là điểm mua chạy nước rút, nghĩa là mua xong cổ phiếu nó chạy nước rút luôn. Tuy nhiên mà nếu mà trong bối cảnh thị trường này thì những cái cổ phiếu này nếu mà nó muốn chạy tiếp nữa thì nó cũng sẽ cần thời gian, sau khi quá trình đó là nó cũng sẽ tạo một cái nền giá giống như cổ phiếu của BSI vậy, nó giống như BSI này nè, đi lên rồi tích lũy tạo cái nền giá, thì những cái cổ phiếu này nó cũng sẽ đi lên từ từ và nó điều chỉnh thôi, nó cũng sẽ điều chỉnh lại, thì cái nền này nó xây quá ngắn. Với những cái cổ phiếu mà vừa vượt cái vùng đỉnh 5-2 tuần phía trên bên trái nó làm cái vùng kháng cự lớn nữa thì nó sẽ cần cái nền này, nó không phải là tích lũy ngắn rồi nó đi lên được. Những cổ phiếu này một cái nền tích lũy nó phải tầm 2-3 tháng trở lên với một cái vùng kháng cự bên đây để nó đi lên, nó hấp thụ được. TBS, CTS nó cũng vượt nè, thì những cái cổ phiếu này là nó sao, một là nó chạy nó rút, còn hai là nó phải tích lũy nền. Những cái biên tăng của những cái cổ phiếu này muốn tăng nhiều nữa thì sao các bạn, thì nó cần một cái vùng nền tích lũy. Tại sao? Bên trên nó là cái vùng kháng cự cũng khá là gần của cái vùng kháng cự phía trước ở cái vùng đỉnh của nó đây, chúng ta lưu ý nha.
có nghĩa là cái biên nó còn không có quá nhiều đối với những cái cổ phiếu này, và để mà nó đi lên tiếp nó có một cái con sóng mạnh hơn nữa thì những cái cổ phiếu này nó phải có một cái nền đủ lớn tầm trên vài tháng thì nó mới có những cái biên độ nó tăng. Có nghĩa là nó vẫn tiếp tục là nó tạo cái nền này xong từ từ nó đi lên cái vùng phía trên. À, có nghĩa là cái nền này nó tạo, giả sử nó tạo khoảng tầm một cái nền ở đây rồi sau nó đi lên cái vùng này, và khi nó đi lên cái vùng này nó gặp lại cái vùng kháng cự lớn, vùng đỉnh cao nhất của nó trong cái năm 2021 này nè, thì nó sẽ cần một thời gian tích lũy lâu hơn, nên cái dư địa đối với cái những cái cổ phiếu nhóm này á, thì nó vẫn có, tuy nhiên là nó sẽ không nhiều, nó không nhiều, mà chúng ta sẽ ưu tiên những cái cổ phiếu mà còn dư địa nhiều hơn. Rồi hay là ABS thì chúng ta không nói nữa rồi, ABS nó dính cái tin của ABS, tính của ABS thì đây là những cái điểm bán này, những cái điểm bán này. Đó. Rồi thì thị trường nó sẽ vận động sideways. Bối cảnh của thị trường thì thị trường nó sẽ vận động sideways, thì trong cái đầu video em cũng đã nói là bối cảnh thị trường nó sẽ vận động sideways. Sideways có nghĩa là nó tạo ra cái vùng, một cái vùng biên dao động ở quanh cái vùng này nè. Đó, quanh cái vùng này. Đó, rồi. Cái vùng dao động nó tạo ra cái vùng biên dao động ở đây. Đó. Cái vùng biên dao động này nó sẽ có khả năng nó mất khoảng một đi lên đi xuống tạo thành những cái trước khi mà nó có kiệt về mặt khối lượng, nha, trong khoảng tầm 1 đến 2 tuần sắp tới. Rồi chúng ta sẽ qua một cái nhóm ngành nữa cũng khá là tiềm năng, đó là cái nhóm ngành của nhóm xây dựng và đầu tư công, cũng là một cái nhóm ngành mà nhiều nhà đầu tư cực kỳ quan tâm, và nó cũng có những cái dấu hiệu cho một cái nhịp sóng sắp tới. Như tuy nhiên hiện tại thì nó cũng đang cần cái thời gian để tích lũy nhiều hơn. Ví dụ như là trong cái nhóm này thì có những cái cổ phiếu mạnh nhất của nhóm này á, có FCN, tại vì cái trend nó mạnh, nhưng mà để mua những cái cổ phiếu này bây giờ được chưa? Cái điều kiện mua của những cái cổ phiếu này thì như thế nào? Thì điều kiện mua của nó là gì? Nó phải ship được cái nền ở đây nè. Có nghĩa là chúng ta phải quan sát nó trong khoảng tầm 1 đến 2 tuần sắp tới. Tại vì nó nằm ngay dưới cái vùng đỉnh nè. Nếu mà cái nền nó ship thêm cái nền, nó rũ bỏ về cái vùng nền nó lại. Có nghĩa là đây là cái vùng nền nó nằm từ vùng 15 đến vùng 16 đúng không? Nếu mà nó rũ bỏ lại về được cái vùng nền này, ship một cái nền tiếp tục kiệt về mặt khối lượng ở đây, thì đó là cái điều kiện mà, và nó có tín hiệu xác nhận thì nó sẽ vào sóng luôn, trong giai đoạn sắp tới. Rồi thứ hai là cái cổ phiếu của C4G. C4G chúng ta lưu ý là nó đang nó có những cái điểm mua trong thời gian vừa qua nè. Đó, xuất hiện những cái điểm mua ở đây nè. Đây là những cái điểm mua của nó, những cái điểm mua có dòng tiền vào. Tuy nhiên á, là nó chưa có lên mạnh mẽ lắm, thì những cái cổ phiếu này sao nó cần cái gì? Nó cần thêm thời gian. Thời gian làm gì? Thời gian để siết cái nền này, có nghĩa là có khả năng nó sẽ tích lũy về lại cái vùng đỉnh cũ, cái nền trước của nó khoảng tầm 1-2 tuần là chuyện bình thường. Tại sao? Nếu mà nó càng tích lũy càng lâu thì nó tạo ra đây cái nền tiếp tục ở đây thì nó sẽ đi lên nó bền vững hơn. Nên những cái cổ phiếu này mà nó có điều chỉnh về đây hay nó đi ngang tiếp tục á, rồi nó có cái vùng kháng cự phía trên đây, đó là điều tốt nha. Chúng ta phải, những cái cổ phiếu này nó đang tích lũy rất cực kỳ tích cực. Chúng ta phải cho nó, chúng ta phải chú ý những cái cổ phiếu dạng này, này. Tại vì nó đi lên á, nó có những cái nền giá hỗ trợ như thế này nè, cực kỳ là đẹp. Cho dù nó có tích lũy, nó tích càng tích lũy thì đó là cái đặc điểm để cho những cái cổ phiếu này nó bứt phá trong giai đoạn tương lai. Rồi, chúng ta lưu ý. Cái thứ ba đó là những cái cổ phiếu như HHV nè, nó đi lên với rất là mạnh mẽ này nè, thì nó đang lưỡng lự ở cái vùng này, thì nó cần thời gian sao bạn, nó hấp thụ. Nên những cái biến động, những cái cổ phiếu này nó có biến động. Tuy nhiên nó có một cái vùng nền hỗ trợ là ở đây, có nghĩa là nó không, trường hợp xấu nhất nếu mà thị trường nó rung lắc mạnh quá thì những cái cổ phiếu này nó sẽ rũ về dưới gần cái nền này, rồi sau đó nó kiệt về mặt khối lượng thì nó lại có điểm mua. Và thứ hai, nếu trường hợp nó mạnh á, thì nó chỉ cần đi ngang ở cái vùng này thôi, có nghĩa nó đi ngang ở vùng này về mặt khối lượng thấp là ok, và nó chờ những cái cơ hội bứt phá lên. Cái dư địa của những cái cổ phiếu này là nó còn ngoài ra thì nó còn có những cái cổ phiếu trong dòng này thì nó cũng còn rất là nhiều cổ phiếu như là C2 nè, còn dư địa. Tuy nhiên để mua những cái cổ phiếu này chúng ta lưu ý nè, những cái cổ phiếu này chúng ta muốn mua thì chúng ta phải chờ nó giống như kiểu là nó giống như FCN ấy. Nó cũng có cái trend chạy lấy đà. Thì nhưng những cái cổ phiếu này chúng ta nếu mà trong khoảng một hơn một tuần tới đến một tuần rưỡi nó hai tuần mà những cái cổ phiếu này nó điều chỉnh lại nè. Có nghĩa là nó điều chỉnh lại về cái vùng gần cái nền này nhất, rồi sau chúng ta quan sát nè. Tại vì khối lượng của những cái cổ phiếu này còn rất là nhiều, nên đó là lý do tại sao vẫn không khuyến nghị đâu bạn. Có những cái khối lượng mà nó giảm dần trong tuần sau thì đó là cái dấu hiệu tốt cho cái cổ phiếu này, chúng ta cần không nên bỏ qua. Thì mọi người hỏi là những cái cổ phiếu ngoài đó thì những cái cổ phiếu như BCC, G36, C4G hay là VCG nè. VCG chúng ta lưu ý nè, nếu mà những cái cổ phiếu này á, nó đang trong cái vùng gọi là cái vùng nền tiếp tục làm cái vùng nền thứ hai, thì những cái cổ phiếu này nếu mà trường hợp nó có rũ lại về cái điểm nền trước thì chúng ta cũng không quá lo lắng, với điều kiện là nó không rũ quá với khối lượng lớn, chỉ cần nó điều chỉnh với khối lượng thấp là được. Còn không á, thì nó sẽ đi ngang, tốt nhất là nó nên đi ngang ở đây.
đi ngang ở đây là gì? Đó, cái điều kiện tuyệt vời nhất là nó đi ngang, nó rủ về đây cũng được, không sao, không vấn đề gì, miễn sao nó đừng bị xảy ra một cái tình trạng là bán tháo được, với lại nó đang tạo một cái nền hấp thụ dưới cái vùng kháng cự lớn của nó là bình thường nha. Nên chúng ta phải cần cho nó một cái thời gian. Còn nếu trường hợp mà nó rướng lên luôn á, là rướng lên luôn, với điều kiện nếu mà trường hợp nó rướng lên nó muốn bứt phá trong cái bối cảnh này thì nó sẽ rất dễ bị rủ lại. Tại sao? Nó chưa hấp thụ được và cái dòng tiền nó chưa đủ lớn. Còn trường hợp mà cái dòng tiền nó vượt qua cái phiên này nè, có nghĩa là nó, nếu mà cái phiên dòng tiền nó vượt qua cái phiên này nè, ví dụ cái phiên này là khoảng tầm 20 triệu, 21 triệu thì nó phải cần một cái phiên lớn hơn cái phiên 25 triệu này thì nó đánh bứt thoát lên thì nó mới đủ mạnh. Còn không thì nó nên tích lũy thôi. Còn không thì nó phải tích lũy trở lại. Đó, chúng ta lưu ý. À, ngoài ra thì có LCG nè. LCG chúng ta nhìn cái view đó đây nè, nó có một cái điều ở đây là gì nè, có cái vùng kháng cự rất là gần ở đây. Đó, mình cũng đang e ngại tại sao mình không, trong cái danh mục mình ưu tiên những cái cổ phiếu như FCN, C4G và VCG cũng như là để chú ý tới HHV và C2. Đó là những cái cổ phiếu mình đánh giá rất là cao trong cái nhóm này. Đó. Tuy nhiên những cái cổ phiếu này á, có nghĩa là nó chạy theo cái dòng của nó, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên mà cái dư địa để cho nó đi tăng lên cái vùng này á, là cái dư địa nó không quá nhiều, có nghĩa là nó vẫn tăng nếu mà trường hợp nó tích lũy lại. Tuy nhiên những cái cổ phiếu này nè, nó sẽ dễ bị rũ lại nha. Những cái cổ phiếu này rất dễ bị rũ lại, rất dễ bị rũ lại về cái nền này. À, nhưng mà chúng ta lưu ý nè, rất dễ bị rũ lại về lại cái nền. Cái nền nó giống như những cái cổ phiếu của dòng dầu khí, nó sẽ rất dễ bị rũ lại về cái nền này nếu mà thị trường nó có sự biến động và rung lắc. À, chúng ta lưu ý nha. Nên những cái vị thế mà chúng ta mua ở đây á, thì nó còn nắm giữ được. Còn những cái vị thế mà chúng ta bắt đầu cược ở đây nè, chúng ta lưu ý nè, phải theo sát nè. Những cái điểm mua ở đây không phải là những cái điểm mua quá tuyệt vời. Tuy nhiên á, là chúng ta phải theo dõi coi thử là nó bị rũ lại với khối lượng lớn hay là khối lượng thấp, là liệu rủi ro là nó có bị rũ ngược lại về đây không. Đó, lưu ý nha. Tuy nhiên chúng ta phải xem xét cả cái dòng đó nữa. Tuy nhiên nếu để mà nó mạnh á, thì nó sẽ đi ngang. Tuy nhiên nếu mà nó muốn đi nhanh lên á, thì nó phải rủ lại về gần cái nền của nó, về lại những cái vùng này, cái vùng mà nó vượt qua, nó tạo ra cái đường neckline đây nè. Nó về, nó tạo ra cái đường neckline đây. Nó rủ lại về cái vùng này thì càng đẹp. Cái vùng mà nó vừa vượt qua đó thì nó sẽ đẹp hơn. Trong thời gian tuần sắp tới thì cái dòng này nó có xu hướng là gì? Nó có xu hướng là điều chỉnh và tích lũy nhiều hơn là cái xu hướng bật tăng. Nên những cái nhà đầu tư mà đang chú ý tới nhóm này á, thì những cái cổ phiếu như HHV nè, hay là VCG nè, hay là C4G, FCN hay là C2 mà nó điều chỉnh mà tích lũy trong khoảng hơn một tuần á, thì đó là cái điều kiện tuyệt vời nhất để chúng ta có thể gia tăng được cái vị thế, hoặc là có những cái vị thế mua thêm nếu mà đã đạt được những cái điều kiện để chờ cho cái giai đoạn sắp tới. Đó. À, bên cạnh đó thì cũng có G36, nhưng mà G36 nó biến động hơi khó chịu nên mình cũng không cũng khá mình những cái biến động của những cái cổ phiếu như FCN là nếu mà nó rủ lại đây nè, nó rủ lại về cái vùng này là rất là tuyệt vời. Nó rủ lại về cái vùng này là cơ hội để bắt đầu chuẩn bị, với điều kiện là nó phải kịp về mặt khối lượng và nó xuất hiện những cái viên tách cung và sau đó xuất hiện những cái viên xác nhận nha. Rồi, nhiều nhà đầu tư mình hỏi là những cái cổ phiếu như KSB mua được không? KSB mình á, là hay là BLC mua được không? Mình không, cái cổ phiếu của BLC nè, tại sao mình không khuyến nghị và không để ý luôn? Tại vì lý do là gì nè? Nó gần cái vùng đỉnh mọi thời đại đó á. Đây là cái vùng đỉnh mà khi mà thị trường nó tạo ra một cái vùng 1000 năm, thì những cái cổ phiếu này nếu mà tăng cái biên độ nó không có nhiều, và những cái cổ phiếu này nó rất dễ bị biến động rũ lại về những cái vùng này nha. Nên chúng ta cực kỳ lưu ý mình sẽ không bao giờ đụng tới những cái cổ phiếu này, vì cái dư địa nó không quá nhiều, mà cái rủi ro nó sẽ nhiều hơn là nó sẽ dễ bị rung rắc điều chỉnh hoặc là tích lũy lại. Có nghĩa là cái cơ hội nó ít hơn là cái biên độ tăng so với những cái cổ phiếu như VCG, C4G hay là những cổ phiếu khác của dòng này. Ngoài ra mà nhà đầu tư phân tích cổ phiếu đá được hưởng lợi, đúng không, thì chúng ta phải phân tích nè. Với những cái điểm mua dư địa chúng ta có là những cái cổ phiếu này nó gặp những cái vùng bán này, những cái vùng bán này nè, cực lớn này nè. Chúng ta lưu ý cái vùng này, những cái cổ phiếu này. Đó. Rồi thứ hai là những cái điểm mua ở đây á, là chúng ta chưa phải là những cái điểm mua ở đây là chúng ta còn nắm giữ. Bây giờ chúng ta phải chờ những cái cổ phiếu này nó phải tích lũy lại. Những cái cổ phiếu này nó mới vừa thoát nền thôi, nó cần thời gian tích lũy. Nói chung trong dòng này thì em không chọn những cái cổ phiếu của dòng vật liệu xây dựng là nhiều, nhưng mà những cái cổ phiếu này nếu mà nó tích lũy lại được, nó siết được cái nền khoảng tầm hơn một tuần đến hai tuần thì chúng ta bắt đầu có thể chú ý. Đó. Nhưng mà dòng này thì em sẽ không chọn những cái cổ phiếu như thế này. Trong này có BCC không, tuy nhiên là nó cũng không quá đẹp nha, không quá đẹp. Như này thì thường nhà đầu tư không mua được những cổ phiếu tốt nhất trong nhóm thì hay chọn những cổ phiếu khác trong cái nhóm này. Thì nếu mà cái tính chất dòng nó lên thì nó hầu hết nó sẽ đi lên. Rồi,
hay là cái cổ phiếu của HTN, CDI là những cái cổ phiếu này mình sẽ không lưu ý lắm, mình chỉ chú ý tới một vài cái cổ phiếu trong cái nhóm ngành này thôi các bạn. Ví dụ còn cái cổ phiếu này nó có những cái điểm mua dưới đây này, tuy nhiên nó chưa bứt thoát khỏi cái nền cái giá đó, chưa bứt thoát khỏi cái nền giá đó, nó vẫn yếu. Nên trong cái còn CDD thì hiện tại bây giờ nó gần cái kháng cự này thì nó sẽ cần thời gian tích lũy chắc phải tầm trên một tháng nữa để chúng ta mới chú ý tới những cổ phiếu này. Hút này nè, hút thì nó vẫn ok, tuy nhiên mà để mà nó đi lên á thì nó phải cần thời gian để nó hấp thụ cái vùng này nè các bạn, hấp thụ cái vùng này nha các bạn, coi thử cho nó hấp thụ như thế nào rồi chúng ta mới quan sát. Nhưng mà chúng ta nếu chú ý để chọn hút á, thì chúng ta nên chú ý tới C2 để quan sát nó trong khoảng tầm 1 đến hơn 1 tuần sau, là chúng ta coi thử là cái sự tích lũy của nó sẽ như thế nào. Và nếu mà thực sự mà tích lũy điều chỉnh lại tích cực thì đó là cái điều kiện tuyệt vời nhất để những cái cổ phiếu này nó sẽ chạy đà trong cái giai đoạn tiếp theo, đúng không? Rồi, một cái nhóm ngành nhất tiếp theo nữa mà nhà đầu tư cũng cực kỳ quan tâm đó là nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí đúng không? Thì chúng ta thấy là nhóm dầu khí nó bị bán trong bề mặt, nó bị có bị bán với khối lượng lớn bề mặt cuối tuần. Tuy nhiên đây là một cái nhịp theo mình đánh giá nó là khi nó gặp những cái vùng kháng cự đây nè, và cái nền nó còn quá ngắn. Đây. Thì để mà khi mà nó đi lên như thế này á thì mà nó đi lên như thế này á thì nó gặp những cái vùng kháng cự trên á thì nó không đi lên được nữa, thì nó sẽ cần một cái thời gian, một cái nhịp rũ bỏ để nó loại bỏ những cái nhà đầu tư đeo bám. Thì nó sẽ rũ về những cái vùng nền, và khi nó rũ về những cái vùng nền này thì chúng ta phải cần theo dõi ít trong tuần sau. Khi nào nó kịp về mặt khối lượng siết được cái nền khoảng tầm 1 đến 2 tuần nữa thì đó là cái điều kiện tuyệt vời để dành cho những nhà gì, những nhà đầu tư đã mua vị thế này tiếp tục gia tăng, hoặc nhà đầu tư mua mới có thể tham gia. Thì chúng ta phải quan sát nha, chứ không phải là cái nó về cái vùng này là chúng ta mua, chứ không phải nó về cái vùng này là chúng ta mua. Rồi, BVD đó là những cái cơ hội mà, cơ hội. Có nghĩa là chúng ta phải quan sát cả thứ là cái nó phản ứng của cái lực bán của nó tại cái vùng này trong một tuần tiếp theo. Nếu mà bắt đầu nó xuất hiện cái trạng thái kiệt về mặt khối lượng thì đó là cái yếu tố để chúng ta có thể xem xét được trong giai đoạn sắp tới. Rồi, hay là cái cổ phiếu của BVC này thì nó có yếu tố rũ bỏ, thì cái nền này nó lên nó chạy yếu tố ngành lên, thì những cái cổ phiếu này để mà đi lên thì nó sẽ cần thời gian để nó rũ bỏ xong rồi, đúng không? Nó siết lại cái nền này nè, đây là viên cái nền đó nè, siết lại cái nền đó. Thì những yếu tố này chúng ta phải quan sát trong tuần sau, nó có kiệt về mặt khối lượng rồi, sau đó nó đạt được những cái điều kiện về yếu tố về thiên thời, có nghĩa là nó phải không bị điều chỉnh nặng nữa, và nó kiệt về mặt khối lượng rồi, sau đó nó chờ những cái tín hiệu xuất phát. Đó, nó đang nền 1 nè, rồi nền 2 nè, thì đây là những cái cổ phiếu mà nó sẽ có những cái dư địa nhiều hơn. Rồi, trong cái dòng này thì mình chỉ đánh giá hai cổ phiếu này thôi, ba cổ phiếu này thôi, còn những cái cổ phiếu khác như là BSR thì yếu sinh lý nè, OI nè cũng yếu sinh lý nè, nói chung không đánh giá cao những cái cổ phiếu đó lắm. Hay là những cái cổ phiếu như BB nó bị bán như thế này thì coi như là xác suất cao là sao các bạn, xác suất cao mà khi nó bị bán như thế này là nó sẽ rũ về lại những cái vùng nền này nè, rồi chúng ta coi thử nó sẽ phản ứng như thế nào, rồi chúng ta tính tiếp. Nó gặp những cái cổ phiếu mà rướn lên như thế này mà nó gặp những cái vùng kháng cự, những cái vùng đỉnh cao nhất của nó trong năm 2022 thì nó sẽ chưa mà nó kéo nó được, nó sẽ cần rũ bỏ rất ác liệt những cái cổ phiếu này biến động lớn và cái thanh khoản nó thấp nên không. Trong dòng này thì mình chỉ chú ý tới BBS, BBD là cuối cùng, vẫn là cuối cùng nếu có lựa chọn nó cũng chỉ là BBC để cho cái nhịp sắp tới, nếu mà vẫn có cơ hội hay là nhà đầu tư mình có thể gia tăng thêm nếu mà cái cơ hội nó đến đó. Chứ nó những cái cổ phiếu BB thì mình sẽ không tham gia lắm, không đánh giá cao, vì nó, mặc dù nó có cái trend mạnh, tuy nhiên mà để những cái vị thế ở dưới đây nè thì ok, hay là vị thế cuối cùng ở đây còn được, còn những cái vị thế mà các nhà đầu tư mua từ trên đây trở lên không phải là những cái vị thế quá tốt, nó chỉ là những cái vị thế đánh T cộng, nhưng mà T cộng thì có rủi ro là phải bỏ chạy. Rồi, một cái dòng cũng rất là tiềm năng đó là cái dòng bất động sản khu công nghiệp. Thì trong dòng này thì mình đánh giá cao nhất cái cổ phiếu của VGC, tuy nhiên để nó đi lên những cái cổ phiếu này sẽ cần một cái thời gian, đó là gì, một thời gian đó là sự siết cái nền lại. Dù cái cổ phiếu này siết thêm một tuần nữa, nó biến động quanh cái vùng này thì rất là đẹp. Nếu mà những cái cổ phiếu này nó biến động, nó siết thêm một tuần nữa là quanh cái vùng này là nó khá đẹp. Có nghĩa là nó cứ siết thêm một tuần, tuần rưỡi gì đó trước khi nó lấy đà đi lên. Có nghĩa là một cái cổ phiếu nó phải cần xây dựng một cái nền giá đủ tốt trước khi mà đi lên. Ngoài ra thì cổ GVR nè, GVR những cái cổ phiếu này xuất hiện những cái điểm mua ở đây, những cái điểm mua ở đây, điểm mua ở đây nữa đó. Lên đây rũ bỏ, hồi lên test lại với khối lượng thấp, đúng không? Xuất hiện cái điểm mua. Thì những cái cổ phiếu này có xu hướng nó sẽ là gì các bạn? Nó sẽ test lại chút, nó test lại đây nè. Đó. Thì nó sẽ có những cái nền hỗ trợ đây. Đây là những cái điểm mua, vùng hỗ trợ, nền mua hỗ trợ đó. Thì những cái lúc khi mà nó điều chỉnh về cái vùng lại, cái vùng giá tầm
của cái phiên ngày về cái điểm mua của cái phiên ngày mùng 20 tháng 6 thì nó phải kịp về mặt khối lượng, thì những cái cổ phiếu này sau khi mà nó siết được cái nền thì xu hướng nó sẽ đi lên tiếp đó. Rồi BHR đó, BHR sao nó đang nó có xuất hiện những này hồi lên là test lại với khối lượng thấp nè, xuất hiện những cái điểm mua đầu tiên là điểm mua thứ hai này. Thì những cổ phiếu này nó vẫn đang trong cái vùng mua thôi, nó điều chỉnh với khối lượng thấp thì xu hướng nó vẫn là gì, nếu mà thị trường rung đắc thì nó sẽ điều chỉnh lại, điều chỉnh tiếp tục và nó đi ngang vậy đó, có nghĩa là nó đi ngang trong quá trình mà thị trường điều chỉnh thì nó sẽ đi ngang, nó đi ngang quanh cái vùng này đó, có nghĩa là nó đi ngang, nó đi ngang, đi ngang miễn sao là sẽ vậy, nó có cái nền hỗ trợ là cái này. Đó, chúng ta phải lưu ý nè, nó phải có cái nền hỗ trợ và nó không bị bán mạnh với khối lượng lớn, và chúng ta lưu ý nè, cái nền trước đó của nó rất dài nha. Nên những cái nhịp mà điều chỉnh xuống về lại những cái vùng giá 47 á, có nếu có nha, vùng những cái vùng dưới 47 á, nếu có là những cái thời điểm tuyệt vời để cho quá trình thu gom nha. Đó, rất tuyệt vời cho những cái cổ phiếu này. Nhưng còn lại thì chúng ta thấy là đảo qua thì có gần ngoài RVG, BHR thì còn có HSC, mọi người thì nó có KBC nữa đúng không? Mình coi thử mình KBC nha, KBC thì hơi yếu nha. SSC như thế nào? SSC thì nó cũng đi lên rồi, nó đi lên rồi. Thì những trong quá trình đi lên nó sẽ đi lên chậm chạp hơn, lên chậm hơn. Tuy nhiên quá trình đi lên nếu mình cái nhóm ngành đó, đó, những cái cổ phiếu này nó sẽ test lại, nó sẽ test lại thì nó sẽ đi lên, nó sẽ tuyệt vời hơn. Này tôi lưu ý nha. Cái tuần sắp tới là chúng ta nếu mà chúng nhà đầu tư mà có muốn mua mở vị thế thêm á, thì cái dòng bất động sản khu công nghiệp là một cái dòng đang rất là đẹp cho cái trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn sắp tới. Rất cực kỳ tiềm năng cùng với nhóm đầu tư công và nhóm vũ khí. Rồi ngoài ra thì chúng ta có nhóm thủy sản, dệt may thì mình không đánh giá cao thì mình sẽ không giới thiệu dệt may, đúng không? Thì mình chỉ giới thiệu thủy sản. Thì có những cái ứng viên như là ANV nè, nó có những cái điểm mua ở đây nè, có những cái điểm mua ở đây nè, mua đáng được, mua là mua cũng được. Thì quá trình này sao, những cái phiên sắp tới là tuần tới là nó sao, nó có điều chỉnh thôi, bạn điều chỉnh quanh vùng này thôi, nó có điều chỉnh quanh cái vùng này là không sao, khối lượng thấp là không có vấn đề gì. Có nghĩa là thị trường mà cái rung lắc này nó, dù thị trường mà nó tăng lên nó sẽ kéo lên, nó kéo thị trường mà nó tăng lên nó sẽ kéo lên, và thị trường rung lắc thì nó không sẽ điều chỉnh, nó miễn sao nó đừng vi phạm cái điểm mua này nè, đó, nó nghĩa là nó không được thủng cái nền này là được, không được thủng cái những cái vùng nền tích lũy này, và chúng ta thấy có nền nó dài không, không thủng cái nền đó là được, đó, cái quá trình điều chỉnh nó là điều chỉnh tích cực, là vẫn nằm trong cái vùng gì, vùng mua là từ đây đến đây này, từ đây đến đây này, nhà đầu tư mà không biết vùng mua nữa thì hơi khó nha. Rồi, ngoài ra thì có những cái cổ phiếu khác như là ADI đúng không? Dòng này thì còn có ADI cũng khá là khá. ADI với ANV thì cái ADI nó sẽ bốc lửa hơn. Nó điều chỉnh với khối lượng thấp thôi. Cái vùng này nếu mà trường hợp mà thị trường điều chỉnh, những cái cổ phiếu này nó sẽ điều chỉnh thôi. Thị trường mà có điều chỉnh thì nó chỉnh. Giả sử thị trường mà có khả năng, nếu trường hợp thứ hai mà nó thị trường ấy là những cái cổ phiếu này có khả năng nó vượt đỉnh luôn. Tuy nhiên nó vượt đỉnh không phải là điểm mua, mà chúng ta chờ những cái thời điểm mà chúng ta nếu mà muốn mua mới, chúng ta nếu mà nó vượt đỉnh thì gặp cái thị trường nó FOMO thì nó sẽ dễ bị test lại. Thì chúng ta nếu mà gặp cái thị trường trong giai đoạn này mà nó FOMO thì những cái cổ phiếu này nếu mà nó vượt đỉnh thì chúng ta không FOMO mua giá cao, mà chúng ta chỉ sao, chỉ chờ nó test lại, khi mà thị trường nó cân bằng trở lại sau những cái nhịp rũ bỏ thì chúng ta sẽ mua, nó sẽ an toàn hơn. Còn cái, nếu mà trường hợp nhà đầu tư vẫn cái vùng ở đây này, cái vùng mới ở đây, cái vùng từ thời điểm của cái phiên ngày từ 13 đến vùng 13.5 vẫn là cái vùng mua của nó thôi các bạn, dưới 13 nữa thì càng tốt. Đây là điểm mua nè, điểm mua đầu tiên nè, điểm mua thứ hai nè, mua thôi. Nói chung cái vùng này là vùng mua, tại cái nền đây là nền hỗ trợ rất tốt. Đó là những cái cổ phiếu mà mình đã giới thiệu nhà đầu tư mình không phải trong cái video này nữa rồi. Ôi, dòng thép cũng có nè, dòng thép cũng có, dòng bất động sản cũng có nè, dòng thép cũng có sóng nè. Chúng ta thấy năm kim, mà trong dòng này thì mình chỉ chú ý tới năm kim thôi các bạn. Tại vì dòng thép thì nó không mạnh mẽ, nhưng mà trong dòng này cái dư địa của năm kim nó còn nhiều. Thứ hai là cái độ năm kim nó vẫn còn bốc lửa hơn so với HSG đó. Lên nè, nhưng tuy nhiên nó cần thời gian gì các bạn, nó cần thời gian để nó hấp thụ lại ở đây, đó, ở đây nè. Nên những nhà đầu tư mà muốn mua những cái cổ phiếu này thì nên chọn năm kim, nó sẽ cần, nếu mà trường hợp nó đi ngang điều chỉnh những cái thời điểm trong tuần sau mà kiệt về mặt khối lượng thì vẫn lấy được. Nhìn HSG so với năm kim thì cái dư địa của gì, cái dư địa và sức mạnh của năm kim nó vẫn ngon hơn HSG trong giai đoạn sắp tới. Còn HPG sao, HPG thì nó rất dễ bị rũ lại nha, rất dễ bị rũ lại về cái gì, về cái nền này nè, về cái nền dưới này, rủ lại về quanh cái vùng này nè, trước khi nó lấy đài lên tiếp nha. Nên đó là lý do tại sao thị trường tuần tới nó biến động rung đắc là vậy. Ngoài ra thì trong cái dòng này chúng ta thấy có FMC nè, FMC cái dư địa nó còn nhiều chứ không phải gì á, so với cái vùng đỉnh năm hai tuần thì nó vùng đỉnh cao nhất năm hai tuần thì cái dư địa nó còn nhiều, tính là so với vùng này thì cái dư địa đi lên nó giống như nam kim vậy, cái dư địa nó còn. Tuy nhiên để mua mới thì nó sẽ cần nó test lại ở đây á, khối lượng thấp á,
gọi là nó test lại khối lượng thấp sao, nó có cái nền, nó có cái nền, cái nền này đủ dài sao, đủ dài thì nó ngon đó. Nó mà test lại khối lượng thấp ở cái vùng này trong khoảng từ 3 đến 7 phiên sắp tới là nó có những cái điểm tích cung, là những cái điểm xác nhận là vẫn lấy được đó. Nó test lại được, nó test lại được cái đây là ngon, là lấy được đó. Quan trọng phải canh đó, nhà tôi phải biết được là nó test như thế nào, chứ không không là tự nhiên bay vô mua là trong ngắn hạn nó dễ bị điều chỉnh, thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó thôi các bạn. Rồi ngoài ra có cái dòng nữa là dòng dòng bất động sản. Nhưng mà bất động sản thì nó phân hóa cực kỳ nha, nhưng mà dòng bất động sản không phải là cái dòng dễ đánh và nó cực kỳ phân hóa, và không phải cổ phiếu nào cũng đi lên, nên chúng ta cực kỳ lưu ý chọn cổ phiếu nào trong cái dòng này để chúng ta đánh. Và đặc điểm trong cái cổ phiếu dòng này thì nó chúng ta cực kỳ lưu ý nè, trong cái dòng này á, thì chúng ta phải biết được là cổ phiếu nào đi lên nó sẽ tiếp tục đi lên, cổ phiếu nào mạnh nó vẫn mạnh, cổ phiếu nào yếu thì nó vẫn yếu thôi. Nên cái nhóm này nó không phải là cái nhóm dễ đánh. Thì trong đây thì mình sẽ giới thiệu nhà đầu tư mình khoảng một vài cổ phiếu mà nó có cái sức mạnh của nó thể hiện sức mạnh của nó trong cái giai đoạn này. Đó là những cái cổ phiếu như là DIT nè. DIT rất là mạnh. Đây là phiên gọi là phiên ngàn tỷ của DIT nè. Đó. Có nghĩa là nhà đầu tư mua được những vị thế đây là mua phiên này cũng được, chúng ta phải theo dõi tiếp tục. Đó. Theo dõi tiếp tục, nếu mà thị trường mà sao, thị trường mà những cái cổ phiếu này nè, nếu mà nó muốn xét sức mạnh đó, khi mà thị trường vừa điều chỉnh xong, những cái cổ phiếu này nó vẫn giữ được cái giá, vẫn giữ được cái giá và nó không bị bán, thì đó là những cái cổ phiếu nó sẽ tiếp tục nó đi lên, lưu ý nha. Đó. Chứ phải là mình kêu nhà đầu tư mua phải có điểm bản trị rủi ro đó. Tuy nhiên cái sức mạnh của cổ phiếu này nó cho thấy một cái điều, đó là cái cổ phiếu này đây là một trong những cổ phiếu nó thể hiện cái sức mạnh của nó rất là dữ dội nha, dữ dội nha. Đó. Đây là một cái phiên mà dòng tiền nó vào và nó điều chỉnh với khối lượng thấp nè, khối lượng thấp thôi. Thì những cái phiên sắp tới mà nó cứ đi ngang và điều chỉnh với khối lượng thấp là càng tuyệt vời nữa. Thị trường có điều chỉnh là thị trường gì đó mà nó điều chỉnh với khối lượng thấp, hoặc là sao các bạn, hoặc là trong cái phiên ngày thứ hai mà nó bùng nổ tiếp tục nó đi lên nữa, thì nó cho càng cho thấy cái sức mạnh đó nữa. Lưu ý nha, đó là những cái cổ phiếu nó cho thấy cái sức mạnh của cổ phiếu trong cái dòng này. Rồi ngoài ra thì có cổ phiếu của Đất Xanh này, nó không đi lên luôn rồi, điều chỉnh lại với khối lượng thấp thôi các bạn, nó đi lên rồi, nó đã đi lên rồi và nó điều chỉnh lại với khối lượng thấp là bình thường các bạn. Những cái cổ phiếu này thứ hai mà nó bùng nổ tiếp tục thì nó sẽ chạy luôn, nhưng mà những cái cổ phiếu này xác suất cao là nó sẽ điều chỉnh. Những cổ phiếu DIT trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi mà nó không bùng nổ thì xác suất cao là nó sẽ điều chỉnh, là nó sẽ test lại trong khoảng tầm những cái phiên mà thị trường nó có xu hướng là nó điều chỉnh lắp gáp, thì chúng ta phải quan sát kỹ cái cổ phiếu này để chúng ta trước khi chúng ta đưa ra quyết định. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy những cái cổ phiếu như là TDC nè, IDC thì bỏ rồi, sell thì sao các bạn? Thấy cho thấy nè, sell trong cái video trước đó mình em có đề cập cái cổ phiếu này, nếu trường hợp trong cái phiên này nè mà nó bùng nổ với khối lượng trên 15-20 triệu mà nó tăng mạnh luôn thì chúng ta bày mua, tuy nhiên cái điều kiện nó không xảy ra. Thì khi mà cái điều kiện nó không xảy ra thì nó sẽ xảy ra cái điều kiện đó là gì? Nó test lại, nó tích lũy thêm. Thì cổ phiếu này nó vẫn chưa vượt đỉnh. Đó. Nó chưa vượt đỉnh thì mình không cần, một là mình có thể mua ở những cái vùng này vẫn được. Tuy nhiên mình đặt cái điểm cắt lỗ ngay dưới cái nền này nè. Lưu ý nha. Nó không phải là cái cổ phiếu mạnh nhất trong cái thời điểm này. Mạnh hơn thì chúng ta có cái cổ phiếu gì? DIT và DG đúng không? Ngoài ra thì có TIT nè, TIT nè. Nhưng cái cổ phiếu này mà muốn mua thì chúng ta thấy nè, rũ lại kiệt về mặt, rũ lại siết cái nền này, nó test lại cái nền này chút nữa. Rồi khi mà thị trường nó đồng thuận mà nó điều chỉnh xong, những cái cổ phiếu này vẫn có khả năng nó đi lên, lưu ý nha. Ngoài ra có TDC này cũng rất là mạnh nè các bạn. TDC nó có cái nền ở đây, cái nền nó là dài đây, và hiện tại bây giờ nó đang tạo xu hướng một cái nền tiếp tục. Thì đó, những cái cổ phiếu này nè thì chúng ta phải quan sát nè, quan sát đó có nghĩa là sao, nó đã có những cái điểm mua ở đây nè, điểm mua ở đây nè bạn. Tuy nhiên nó bùng nổ lên nè, sao gặp yếu tố thị trường là nó không bứt thoát hẳn. Thì khi mà nó không bứt thoát hẳn, nếu trường hợp có hai kịch bản trong ngày thứ hai á, mà nếu trong cái phiên ngày thứ hai, trong ngày thứ hai mà nó bùng nổ tăng mạnh với khối lượng lớn hơn hoặc bằng cái phiên này trở lên, thì xác suất cao là nó sẽ đi lên luôn, nó đi lên luôn. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà trường hợp thứ hai mà cái phiên ngày thứ hai mà nó không bùng nổ, khi mà thị trường mà nó có kéo FOMO mà cái cổ phiếu này nó vẫn không bùng nổ, thì xác suất cao là những cái cổ phiếu này nó sẽ điều chỉnh trở lại về lại gần cái vùng điểm mua của nó. Đó, lưu ý nè, điều chỉnh lại về cái vùng này của nó trong những cái phiên của tuần tới. Có hai kịch bản nha, chúng ta lưu ý. Còn một khi nó bùng nổ nữa mà cái phiên đó mà khối lượng nó lớn hơn hoặc bằng luôn cái phiên này nè, thì nó sẽ chạy luôn, chúng ta lưu ý nè.
Ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái cổ phiếu nữa đó. Nam Từ Liêm này thì nó cũng đã chạy rồi thì không nói. DRH này chúng ta cũng nên chú ý nè, rủ lại kiệt về mặt khối lượng là vẫn có thể, kiệt về mặt khối lượng là chúng ta cần. VBH này, NHA này, những cái cổ phiếu này nó vẫn có khả năng nó chạy nha, nó điều chỉnh lại với khối lượng thấp đó, nó vào cái form này giống như cái form gì các bạn, một cái form mà nhà đầu tư mình xem lại cái video mẫu hình siêu cổ phiếu mà em đã giới thiệu với nhà đầu tư mình chu lên trên cái kênh, trong cái phần video này, video là mẫu hình trong sự kiện phát trực tiếp nè mọi người, có cái phần mẫu hình siêu cổ phiếu này, coi lại cái video này nếu mà chúng ta chưa biết cái dạng mẫu hình siêu cổ phiếu nó như thế nào để chúng ta biết là chúng ta đánh chiến trong giai đoạn này đó. Thì nó dạng, nó là dạng gì, đó là cái dạng mẫu hình nền trồng nền, và nó đang có rất là đẹp ở đây đó, thì mình cũng đã giới thiệu với nhà đầu tư mình rồi đúng không. Đó là những VBH cũng được này, tuy nhiên nó hơi tăng rồi đó, nó chạy này, điều chỉnh này. Có điểm mua nè chạy luôn nè đó. Đó là cái dấu hiệu để cho chúng ta biết là những cái cổ phiếu mà dạng như là VBH này, như NHA nè, DRH nè, nhưng mà nó còn khối lượng còn nhiều nè, hay là TDC nè đó, DIP nè, đất xanh nè, DSS, DSS cũng ok nhưng mà nó khối lượng hơn nhiều, mình bỏ qua đi các bạn. Mình bán nó trong dòng này, chúng ta chỉ cần mua chọn 1-2 cổ phiếu, nếu mà chúng ta biết lựa chọn thì nó vẫn đánh được rồi đó. Bán lẻ thì sao các bạn, bán lẻ thì nó ở kênh dưới nên mình không chọn. Tuy nhiên trong dòng này thì FLT nè, nó đang có xu hướng đi lên nè, tuy nhiên đi lên nó cũng gặp ngay cái vùng kháng cự đây, thì có khả năng là gì các bạn, nó sẽ gặp những cái khi mà thị trường rung đắc thì những cái cổ phiếu này nó sẽ tích lũy trở lại. DGW cũng vậy nè, thì những cái cổ phiếu này nhà đầu tư mà muốn mua thì chúng ta lưu ý nè, vẫn tham gia được ở đây nha, có nghĩa là những cái cổ phiếu này nó mà điều chỉnh lại về những cái vùng này trong khoảng một tuần sắp tới thì đó là những cái thời điểm mà nhà đầu tư mua, để gọi là mua gom xu hướng bet cũng vậy nè, bet nè, muốn mua thì chúng ta phải chờ nó test lại cái này, siết lại cái nền này khoảng tầm hơn một tuần nữa thì nó đẹp hơn một tuần nữa. HAX cũng vậy, hơn một tuần nữa thì trong cái dòng này nếu mình giữa HAX và BET thì mình sẽ chọn BET để mình test lại, hoặc là DSG cho test lại ở đây. Ngoài ra thì có những cái cổ phiếu khác như là DGC nè các bạn, DGC nè, đó DGC là chúng ta phải lưu ý, những cái cổ phiếu này cũng đang xung lực rất là mạnh, tuy nhiên nó giống như những cái cổ phiếu VGC vậy các bạn, nó cần test lại đó, những cái điểm nó xuất hiện những cái điểm mua ở đây nè đó. Chúng ta những cái cổ phiếu này nó sẽ test lại ở đây nè, test lại ở đây thì nó vẫn còn rất là mạnh trong xu hướng sắp tới. HAH hay là WASH, trong cái này thì chúng ta cũng có WASH đúng không, WASH cũng là cái cổ phiếu có đáng chú ý cho nhà đầu tư mình WASH nè đó. Cái dạng mô hình này cũng là một cái dạng mô hình nó có khả năng đi lên đó. Đó. Nè, ok nè, rồi chỉnh nè, khối lượng thấp nè, xuất hiện điểm mua nè, điểm mua nó đây nè các bạn đó. Xuất hiện điểm mua nè, điểm mua đây nè đó, điểm mua đó. Rồi nó xu hướng, nếu thị trường mà có rung đắc thì những cái cổ phiếu này nó cũng sẽ đi ngang quanh vùng này thôi, mà nó kiệt về mặt khối lượng thì lại càng tốt thế chứ đâu. Rồi đó là những cái đánh giá của em trong đối với những cái nhóm cổ phiếu và những cái cổ phiếu mà tiềm năng trong cái video này. Nếu nhà đầu tư cảm thấy cái video này nó hữu ích thì có thể giúp em có thể cho em một nút like, một comment và một đánh giá trong cái video này. Nhà đầu tư nào chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ một nút đăng ký kênh. Nhà đầu tư nào đồng hành cùng hệ thống của Phương Nghĩa Investing thì có thể liên hệ trực tiếp qua số Zalo để tiếp tục chúng ta đánh trong cái nhịp này. Cảm ơn tất cả nhà đầu tư mình đã đón xem cái video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Chúc tất cả nhà đầu tư mình sẽ đầu tư thành công. Nhà đầu tư nào muốn nhận được những cái bản tin miễn phí thì chúng ta tham gia vào cái đường link này, mô tả này, để chúng ta nhận được những cái bản tin. Đó. Cảm ơn tất cả nhà đầu tư mình hãy chia sẻ cái video để cho nhiều nhà đầu tư mình cách biết nhiều hơn, để cho cái cộng đồng của Phương Nghĩa Investing nó sẽ phát triển hơn trong tương lai. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.